Chào mừng em trở lại kênh YouTube của nhà Kiên Giang, chuyên về dòng xe của Chanel. Nãy nhà Kiên Giang tiếp tục lên clip cho nên mình coi giải trí tham khảo. Clip của nhà Kiên Giang hôm nay sẽ làm chiếc xe cho anh trai đến từ Vĩnh Long 64C1 với một cục máy của anh Bình ở Tiền Giang. Thì anh Bình này có gửi cho em cái cục máy. Anh Bình không lại trực tiếp, anh Bình có lại đây một lần ủng hộ em một chiếc rồi, giờ anh Bình ủng hộ em thêm một cục máy nữa. Anh Bình ở Tiền Giang. Chiếc xe này máy thì chạy theo thời gian có yếu rồi. Nãy là đây em không quay tiếng máy. Tại vì vấn đề nó mở ra làm sớm chỉnh gì sớm. Xe này, này cũng theo thời gian là cốt tải này kia mòn nên chẻ máy được luôn rồi. Cốt tải mòn như cái tâm xí găng này nè. Xe này mà chủ xe mà cắt bắt đầu cái này rụi chân. Như cái máy theo thời gian, cái máy này xài cũng 2-3 đời chủ rồi. Đen tới cỡ này đây thì tới thời điểm anh em phải làm máy được rồi nha. Những cái chiếc xe mà mở ra mà ở trong nó còn đẹp đẹp chút rồi mình hay bảo dưỡng. Những cái xe mà cốt tải mòn với quá đen cái này tốt nhất em nên làm máy đi. Mình chạy thời gian rất là lâu nữa. Bữa nay cho mấy anh đệ gấp cái bộ nắp xe này của kim trai nhờ sơn giùm cái lốc màu bạc. Chiếc này chiếc phù mập. Chiếc phù mập em lên lớp nè. Xong rồi, sơn nắp rồi nữa giao xe này em làm rất lâu rồi, mấy ngày nay rồi. Chúc anh gánh cho anh đệ gấp nắp cho nó là giao nó xong này. Chúc bữa nay em làm có hai tài à, khu vực máy anh Bình kia luôn đi. Bình cây lậy Tiền Giang. Cục này là cục khu 2. Cái máy không có bình xăng con, cũng không có cần đạp cần số. Rồi máy lốc đen của khu 2 kia nè. Để mở chân đi quay cho anh em mình coi. Rồi cái máy của anh Bình em mở hết chân rồi nè. Đưa lóc máy đây. Ủa, cái máy này chạy từ xưa giờ chưa làm cái gì đâu mà đen dữ vậy. Quá đen. Gen sao vậy? Máy nó làm rồi nè. Gen ép rồi. Máy làm rồi nhưng mà nó không có vệ sinh cho mình quá trời nó dơ. Nhưng mà khi mà những mấy cái nhớt dơ này đóng trong đây thật sự anh em vệ sinh khó lắm nghe anh em. Bây giờ mà nó không ra mấy cái máy móc mà vệ sinh máy này hen là vô phương mà làm được mấy cái nhớt dơ này. Thì khi anh em thay đồ mới thôi. Nhưng mà giờ đối với em anh em không cần phải thay đồ mới nha, em vẫn làm cho anh em mới đẹp được luôn. Đó. Cái đó là cái điểm để mình phục hồi đồ đó đặng mình cho anh em mình đỡ tốn kém ra đó. Những anh em nào có điều kiện thì mình thay mới, còn không có điều kiện em vẫn phục hồi làm mới cho anh em được hết. Bê tông thì sao? Bê tông lô. Ồ, nguyên cái xe này là full lô hết trơn rồi. Tông 110 Trung Quốc. Lòng cốt 3. Còn gì nữa không? Cái nồi sao? Nồi lô luôn. Nồi lô luôn hả? Rồi báo cho anh Bình biết là full shipping lô luôn. Toàn đồ lô hết. Cái này được có cái vỏ là đồ in đây. Vỏ đầu, vỏ nồng, vỏ nắp nè. Cái sát dên nè. Hắc lô. Tông lô. Cốt tải mòn không? Có mòn. Cốt tải có mòn. Rồi cái máy này của anh Bình thì tụi em gửi tổng quan thì báo anh Bình biết này cũng lô đồ. Cái máy có làm rồi làm đồ lô mà chứ không làm đồ gin. Thì máy cũng có rất là dơ, máy của anh Bình có làm rồi mà sao nó dơ dữ thằng cho anh. Anh Bình chạy một không thay nhớt, hai là thợ trước làm chắc không rửa gì đâu nha. Rồi tụi em thì em sẽ giải quyết cái phương án khác lại sạch sẽ đàng hoàng chứ đâu có dơ kiểu này được. Nhưng mà dơ dữ thằng chứ. Để em điện nhanh Bình cái máy này làm sao rồi quay anh em mình coi. Coi anh Bình thay hết cái máy luôn hay gì. Rồi cái chiếc xe của anh trai đầu quần tại 64 ở Vĩnh Long. Nó mang thích. Anh em nào có mang thích Vĩnh Long thì cho anh like dùm nha. Làm cái máy cho anh em ở Vĩnh Long mình coi cái coi. Cái máy này chạy cũng nhiều anh em hết nước cốt nha. Chứ không phải còn ngon đâu. Mới gã luôn đây nè. Cốt nhông tải tí tẹo teo nè. Nó dần hơn như dịch chưa.
Nhìn em hỏi sao mà nói máy neo bền, sao thấy nhà Kiên Giang làm máy neo hoài. Em nghĩ là chiếc neo nó sản xuất cách đây hơn 10 năm rồi, mà nó ra máy neo này từ Bắc vào Nam tính ra mấy triệu chiếc lận. Em nhà Kiên Giang chuyên cái động cơ này không mà không làm máy neo làm máy gì, ác vậy đó. Những thời điểm này có nhiều anh em á, thì những cái máy neo tới bây giờ rất chưa làm, là do là tại sao mà cái máy neo ta chưa làm mà có những máy đã qua 10 năm đã làm rồi. Là đây nguyên nhân, nó là đây nè. Thứ nhất là chạy nhiều, thứ hai nữa là nhớt nè, anh em coi nè, dơ khủng khiếp chứ nè. Đó thì chủ không có thay định kỳ nè. Đó. Thì chung quy lại á, chạy là phải chạy rồi, xe mà để chùm mền hoài, giống như làm cho mấy anh em mà uống cà phê chùm mền không thì chừng nào có xe hư, để từ đời con đời cháu chưa hư nữa. Mà những chiếc xe ta hoạt động nhiều nè, chạy như là cốt trong tải mòn nhiều nè, là mình biết cái xe hoạt động nhiều nè. Mà trong khi đó cái xe này chủ người ta mua hai ba đời chủ rồi chứ không phải mua một đời chủ nữa, thì tới thời điểm này là cái máy là nó hư là phải rồi, không hư vậy nên cũng phải đi bảo dưỡng nữa đi. Cái máy là chưa hư bảo dưỡng thì đang mình xài thêm 10 năm 20 năm nữa, còn hư thì tháo ra làm máy luôn. Anh em có điều kiện thì mình thay máy mới, không có điều kiện anh em là đồ cũ vẫn mình làm lại đó, vẫn mình xài bình thường. Thì cái máy này do nguyên nhân chính đó là chạy nhiều là một, hai nó thay nhớt không định kỳ. Thì bây giờ em có thông cái chủ xe có đi theo rồi, thì cái máy này chủ xe quyết định nó không thay máy mới, là chỉ làm đồ gia công làm lại thôi chứ không có cần phải thay. Thì lại làm sao cái máy này cho anh em mình coi tham khảo giải trí luôn. Còn mà cái gì cái phần giá cả này kia đó, anh em có muốn biết thì điện em thể tư vấn trước cho anh em mình làm cái phương án nào cho nó phù hợp với túi tiền của anh em mình đó. Anh em mình hãy qua làm đi đường xa này kia cho nó dễ. Thì cái dên này em cũng có thể tận dụng làm cho anh em nè, không cần phải bỏ dên nè, có tận dụng làm nè, tận dụng lòng nữa luôn nè, đó lấy đồng lông cắt hay gì nè, tận dụng lòng này không cần bỏ lòng nè. Nhưng mà để cái máy này trước khi làm là tụi em phải vệ sinh nó một cái, anh em vệ sinh cho sạch sẽ rồi mới làm được, cho anh em mình coi chứ dễ giờ nó quá trời nó dơ đâu có làm được cái gì. Nè cạo gon nè, mấy cái gon zin nè cạo nó cứng dữ lắm nè, cạo lựng tựng là nó không ra luôn đó nè. Bố bọn này kia là tôi em bỏ nè, thì mình làm ra thiệt nhưng mà có một số phụ kiện mình phải bỏ nghe anh em, như bố ba càng bố lá này em bỏ nè, nè tôi em bỏ chuông luôn nè. Thì mình tận dụng mình giữ cái nào, giữ nào tận dụng thì chút xíu nó qua cho mình coi mình tham khảo luôn đó. Tại nhiều phương pháp mà khi đến với em á là giá nào cũng làm cũng được hết trơn á. Nhiều anh em làm cho em đến với em 1-2 triệu em vẫn làm được, cho nên chứ không phải mà đến nhà mà cái gói mà 10 mấy 20 triệu không đâu. Tại em làm đa năng dữ lắm, làm cho anh em nào có điều kiện thì mình làm theo cái gói nó có điều kiện, mình vô đồ nhiều. Những anh em đâu có cần làm đâu, bỏ nguyên cục máy luôn rồi dục bỏ luôn rồi mua cái máy khác gắn vô à. Đó. Thật ra những anh em nào tài chính cao thì mình làm theo gói cao, tài chính vừa vừa là cái gói vừa vừa được. Thì cái tài chính này thì anh trai này cũng làm cái gói này là gói đồ tận dụng làm lại chứ không có bỏ hết. Bỏ hết cái máy này mua nó nhiều tiền dữ lắm. Máy này quá đen rồi, để bây giờ em chuẩn bị cho mấy anh để coi cái nào bỏ cái nào chừa và làm cái máy này đẹp như sao rồi cho anh em mình coi luôn. Thì trước khi làm cái vệ sinh này đó, thì nó vệ sinh cái đi rồi mới làm được. Rồi cái cục máy mà khi tụi em làm lại nè, quay cho anh em mình coi. Giờ khỏi quay đồ cũ đi, quay cái đồ làm đi. Cũ mình để nó dục tùm lum ở trên này. Đó, dên nè tụi em vẫn gia công lại cho anh em được nè anh em. Nhưng mà tụi em không có ép tay nha, em thay luôn cái tay mới nha. Tay mới tay thái nha anh em. Đó giữ búa cho anh em nè. Nhưng mà trước khi làm cái gì làm nhưng anh em phải cho nó sạch sẽ cái mới được. Dùng thứ làm đất cát dơ giấy nên em gấp cũng đâu có được đâu. Thì cái khâu là tụi em này là cái công đoạn làm sạch nè, làm sạch làm đẹp nè. Đó. Thấy chưa? Chú xe con cái chú xe nói là như đồ mới vậy đó. Thì đây là cái cục máy này có chiếc neo trắng này nè. Còn cái cục máy của anh Bình em sẽ gửi sau. Cái khâu tụi em làm đẹp sạch tới giờ nè. Đó. Này là cục máy của GT. Đây có lỗ độc nè. Chung là sạch, là nắp nít là kia sạch hết trơn nè, trắng đẹp hết trơn vậy đó. Đó không biết làm ha, làm giỏi hay dở gì không biết, không biết im không im gì chứ cái sạch là thấy lụm lúa rồi đó, còn làm dơ là chưa có lụm được. Dên thì cái máy này em quyết định là thay tay. Thì trước khi anh em làm cái gì cũng đưa cái bản vẽ cho em, rồi em mới thiết kế thì cái bản vẽ để em làm. Giờ anh em thiết kế nó muốn làm cái máy là bao nhiêu tiền, đó là gì đó, là em sẽ vừa cái tài chính là bao nhiêu là mình sẽ làm một cái, một là cho anh em vừa cái tài chính anh em mình. Nó có người thiết kế mười mấy, có người thiết kế vài triệu, có người thiết kế 20-30 cũng chừng, tùy theo cái bản vẽ của anh em mình nghe. Giống như cắt một ngôi nhà vậy đó, trước khi cắt nhà là em phải lên bản vẽ trước, người ta thợ thầy người ta mới biết đường mua đồ và làm cái gì và nền móng là bao nhiêu và độ sâu là bao nhiêu, cao là bao nhiêu là gì. Thì cũng chung quy lại là nói chung là anh em muốn làm cái máy là phải báo em bao nhiêu tiền, là em thiết kế là cho nó vừa túi tiền anh em đó. Thì khi gã cái máy ra là cũng phải có nguyên cái mâm đồ như thế này đang đưa vô, chứ không ai mà gã cái máy ra mà gắp lại được hết trơn á. Không có thầy thợ nào mà hay mà gã cái máy ra gắp lại mà chạy được hết trơn á.
phải có lặt vặt gon phút bạc đạn nhớ công thợ này kia các kiểu nè, đâu phải có nguyên cái mâm đồ nè. Thì cái mâm này trước trước vậy em giấu rồi, lỡ giấu giấu luôn đi không có phe nữa. Anh em muốn biết thì lại đây mình xé bịch nè, mình biết nha. Thì trong em gia công lên nè, em vẫn lại giữ lại cho anh em được nè, số đang giữ là thay cốt nhông tải nè, nè lòng vẫn giữ là nè, sấy lòng lại nè đó, chứ có gì đâu. Thì phương án em làm gì đó, anh em có điều kiện giữ cái lòng này em vẫn sấy được 3 lần 4 lần nè, không có điều kiện á thì sấy lại, còn nếu có điều kiện giục bỏ em giục luôn có gì đâu. Thì ra mình phải lên bản vẽ trước là gì, có đủ tiền là em thay luôn cái lòng mới luôn, còn không đủ em vẫn sấy lại cho anh em xài nữa. Đầu bò này vẫn giữ lại không thằng không cần thay nè, nhưng mà phải làm đẹp nha, làm đẹp sạch như rồi rồi. Em đây làm bố thì từ xưa giờ là cũng theo công thức một làm hoài chứ không có đổi công thức, chỉ là đổi em sẽ thông báo sau. Thì cứ dẫn thay chuông FCC là bữa tới hoài vậy đó. Đó. Cái này có chủ xe theo rồi, nhờ chủ xe xé bịch nó cho để gấp vô. Rồi tới cục máy của anh Bình ở Tiền Giang thì làm cái gì cho anh Bình coi, và anh em mình coi luôn cái phần làm máy của anh Bình cũng có báo em rồi đó. Thì làm như thế này, trước khi làm thì em cũng vệ sinh mấy cái phần mấy cái máy mà em làm mà dạng mà nó cao cấp đó nghe anh em, những cái máy cao cấp mà những mấy cái máy mà dạng làm mà nói chung là nó phải từ 6-7 triệu trở lên đó, là tụi em đều là vệ sinh sạch đẹp như thế này nè. Những máy một mà anh em làm 2-3 triệu là không có làm được cái mức độ này anh em đó. Đây là tụi em vệ sinh sạch sẽ, để nó đen dữ lắm anh em ơi, để thợ trước người ta có làm rồi nó mà vẫn còn đen đó. Tới mình làm sao phải cho trắng là mới được, chứ làm đen giống người ta nó như không, tới nó làm chạy không được rồi đồ lô rồi thêm ở dơ một cái nữa. Tới mình mà làm rồi, ở dơ giống người ta nó thôi dục bỏ luôn đó. Rồi cái phần vệ sinh làm đẹp này kia sạch sẽ rồi đó, còn cái phần làm bên trong cái máy này làm cái gì là cái dân nè, tụi em thay lại tay gin lên nè đó, thay lại tay thái nè đó. Cái dân làm gì, còn bộ hơi thì làm sao, bộ hơi thì cũng vệ sinh sạch sẽ làm lại chứ không có bỏ, vệ sinh sạch sẽ chơi nè. Bộ hơi thì em xài bọc cái tông thái cho chủ xe. Xài lại trái cút ba lại, xài trái xịn lên nghe nè. Còn bộ nồi thì tụi em làm bố thay chuông mới đó. Thì cái phần cái máy của anh Bình thì cũng gia công làm lại chứ không có thay gì ghiên. Làm gì ghiên, cái phương án gì ghiên là khác nữa. Phương án gì ghiên là chung là dục bỏ hết, bỏ dên, bỏ nồng, bỏ nồi, bỏ số, bỏ sạch xanh hết. Còn cái phương án này là phương án đồ cũ mình làm lại anh em, mình gia công làm lại. Thì cái phương án của em đây là làm như vậy đó. Cái gói này dành vừa cho anh em là vừa tiền nè. Bộ số thì em chỉ thay cốt tải thôi đó, chỉ có nguyên cái mâm đồ nè, đóng đây nè. Mâm này tụi em cũng đại diện xé luôn rồi. Rồi cái máy của anh Bình làm gì đó, cho mấy để gáp vô đi rồi test máy xong rồi giao cho anh Bình đó. Giờ ta thử cái cục máy 64 này, gửi nó Vĩnh Long rồi. Bán đệ đang lên máy rồi. Rồi chiếc xe ở Vĩnh Long, huyện Mang Thít. Thì em đã hoàn thành xong cái máy rồi. Trong ngày nghe anh em ở tỉnh xa xa chứ đến với em á là lại sớm sớm rồi, đừng sớm quá. Chừng 8 giờ được rồi. Tụi em 8 giờ mới làm việc.
Thì anh em này qua lối qua đầu giờ chiều là gì à? 1-2 giờ vậy đó. Còn cái nào trùng trùng 2-3 tài thì có thể là 3-4 giờ. Anh em là trễ thì 5-6 giờ không chừng, nhưng mà trong ngày hết. Đối với máy neo là trong ngày hết trơn. Máy này cho anh chơi gì được cái đó. Máy này ok rồi. Lên đường hết ga hết số, đừng có nương, không có vô đây chứ á, chạy tới nhà cho em hay cái được rồi. Ê, lấy lon nhất nữa, tặng cho lon nhất, quên quên, để cho anh gửi lon nhất về chạy hết cái lon nhất này xả bỏ, đổ thêm cây anh. Ngàn cây trở lại, ngàn cây trở lại à, ngàn cây trở lại, để thả cho nguyên thả đấy cặp đi, đây quá, máy này là làm mức độ này cũng đẳng cấp quốc tế rồi. Cảm ơn nhiều nha. Nhớ công thức đó là mua mà xài. Rồi. Hiệu gì cũng được. Rồi, cảm ơn anh Phú ơi. Đổi thì coi nhé. Hai máy của em đỏ rồi. Dạ. Hết vậy. Vậy tới dưới là đường ngang rồi. Rồi, rồi tiễn cho anh trai về thì bây giờ tới cái phần cục máy của anh Bình Tiền Giang. Khi máy đến với em là máy không mà làm rồi thì em phải test thử gì nè. Đó gắn lên rồi nè. Anh em thấy có thua gì máy mới không? Cục máy đến với em hồi nãy nó đen thùi lùi thấy gớm vậy đó. Đó mà giờ đẹp vậy đó. Nhưng mà nó không có đẹp bằng cái cục bên đây. Đây cái cục này là người ta nắp sơn nè, ốc mới nè. Đó, cái cục này nó đẹp hơn. Thì nói chung cũng 8 với 10 vậy đó. Còn cái cục máy này gì muốn đẹp thì chủ xe cứ sơn cái nắp lại. Đổi vàng ốc là ok. Còn cái vàng bên trong, đầu nồng dên bên trong là tụi em làm đẹp như mới cho rồi. Nó trắng bóc cho nè, ốc này cái chung cũng còn được nè, chứ không có tệ nè. Ốc này cũng còn màu ngà ngà nè. Thì về cái này phần anh em rồi. Đó thì anh em mà muốn đẹp thì bổ sung thêm vô, còn không muốn đẹp thì để về chạy bình thường. Thì máy là em đã test xong, cứ thì dặn cho anh Bình biết luôn là cứ gì à, bắt lên xe là đua liền, chứ không gâu đai, không có nương cái gì chứ. Nhớt em đã đổ sẵn luôn rồi đó, về bắt lên xe với xúc rửa bình xăng con nè, với lọc gió với ga này kia đó, kiểm tra mấy cái phần đó ok, đút lên là quất liền, nói chứ á. Thì máy em đã chạy rồi, test thử rồi, hạ xuống là giao thôi. Bữa nay giao cục này, còn giao chiếc khu mập này không gài của thằng em trai gỡ sơn cái nắp nè. Thì bữa nay sơn hoàn thiện rồi thì báo cho em trai biết, em trai mừng. Máy này lên láp rồi làm đẹp, này sơn nắp nói chung là như cái máy mới trong salon ra vậy đó. Xe này chiếc phu mộc FI. Tôi cho anh em nghe tiếng máy của anh Bình cái nó coi. Máy thì qua tay em là phải ok mới giao cho anh em, chứ không ok sao giao được. Thì những cái máy này em làm cái gói cao cấp, cũng không phải cao cấp, cũng vừa vừa tận dụng đồ cũ làm lại đó, thành ra cho anh em mình nó đỡ tốn tiền ra, nó ngon. Còn những cái gói nào mà thay hết đồ á thì nó mới gọi là cao cấp. Thì chung những cái gói này cho anh em chung chung là vừa tốn tiền nè. Những anh em nào muốn làm máy gói nào đó vừa tiền và tài chính anh em bao nhiêu báo cho em sẽ tư vấn cho anh em mình làm cái gói nào nó phù hợp với anh em nhất nó có thể. Rồi nhà Kiên Giang hẹn anh em nhiều cái clip kế tiếp nha anh em. Rồi ba anh em chào anh em nha.